everyone, welcome back to my channel. This is Daisy, and I'm making YouTube videos about using English as a second language for people like me and you. Bây giờ thì đã vào tháng 6 rồi mọi người ạ. Cái thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9 sẽ là thời điểm mà có khá nhiều biến động với các bạn trẻ. Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp thì sẽ bắt đầu ra trường rồi tìm việc làm. Các bạn còn đang đi làm thì có thể một số bạn sẽ quay trở lại học cao học. Và cái điều này có nghĩa là có nhiều cơ hội mới mở ra cho những bạn mà muốn thay đổi công việc hoặc là muốn có một cái cơ hội thăng tiến. Dựa trên cái kết quả khảo sát của Pick Em Up thì hôm nay mình xin phép được chia sẻ với mọi người một số những cái cách để trả lời những cái câu hỏi khó nhằn ở trong job interviews bằng tiếng Anh, với hy vọng là các bạn trẻ mà muốn đầu quân vào những cái công ty nước ngoài và phải phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh thì có thể tự tin trả lời những câu hỏi này. Bây giờ bọn mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Tell me a little bit about yourself. Có lẽ là phải 9 trên 10 những người đi phỏng vấn ở những công ty nước ngoài sẽ gặp cái câu này đầu tiên. Người phỏng vấn thì họ đơn giản họ chỉ muốn dùng cái câu này để gọi là warm up với bạn thôi. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt để bạn có thể tạo ra cái ấn tượng tốt đầu tiên. Cái điều mà nó tricky về cái câu này là nó hỏi rất là chung chung, nhưng mà bạn không thể trả lời quá dài dòng. Cái tip của mình để trả lời câu này đấy là bạn sẽ trả lời trong vòng khoảng từ 3 cho đến 5 câu, tùy thuộc vào cái khối lượng kinh nghiệm làm việc của bạn có, hoặc là cái khả năng tiếng Anh của bạn có trôi chảy hay không. Nếu mà bạn nói tốt thì có thể nói dài hơn một chút, nhưng mà nếu nói hơi chậm thì 3 câu là được rồi. Với cái câu đầu tiên thì bạn nên có tóm tắt công việc hoặc là kinh nghiệm hoặc là cái việc học của bạn. Nó gần giống như là một cái summary of your professional profile. Và câu thứ hai hoặc là câu thứ ba hoặc những câu giữa thì các bạn có thể dùng để nói về chi tiết những cái kinh nghiệm đấy hoặc là những cái việc học, những cái khóa học mà bạn học. Thì tốt nhất là hãy trả lời liên quan đến cái công việc của bạn đang xin. Cuối cùng câu chốt lại thì bạn có thể nói lên mong ước của bạn về công việc tương lai là cái công việc của bạn đang xin ấy. Okay, for example, for new graduate, I recently graduated from ABC University with a BA in Communications and Journalism. One school, I wrote for the news column of my university's newspaper and also interned at two media organizations, XYZ News and the City Center. I always know I want to work in media. That's why I applied for this newsroom coordinator position at your company. Okay, second example for people who already have experience. I am an operation manager with 3 years of experience in business management. In the past 3 years, I have held several positions such as blah 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 blah, and then you can talk about your experience. What are your professional weaknesses? Cái mục đích của câu hỏi này thật ra không phải là để đào bới xem là bạn có điểm gì xấu, mà thực sự cái người phỏng vấn họ chỉ muốn biết những cái điểm yếu mà có thể gây cản trở cho bạn trong cái việc làm hoàn thành tốt cái công việc mà bạn đang xin trong tương lai. Lời khuyên đầu tiên của mình là không nên nói là mình không có điểm yếu. Mình có gặp một số bạn trẻ trả lời là em chẳng có điểm yếu gì cả. Thực sự thì không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có điểm yếu. Khi mà mình nói là mình không có điểm yếu thì người ta sẽ nghĩ là mình thực sự không hiểu rõ bản thân của mình. Cái tip trả lời câu hỏi này của mình là bạn có thể đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất, bạn có thể nói về một cái điều gì mà bạn chưa được tốt cho lắm nhưng mà bạn đang cố gắng tìm cách cải thiện. Cách thứ hai là bạn có thể nói về những cái task hoặc là những cái điều gì đấy mà bạn có thể làm tốt nhưng mà bạn không thích làm cho lắm mà vẫn cố gắng làm. For example, something I want to improve. I think I need to be more confident with public speaking. I'm currently taking an evening online class to improve this. Example number two. Something you can do well but don't enjoy as much. In my previous job, I had to socialize quite frequently after works. I can do social networking if the job requires, but I prefer not to. Điều mà mình nghĩ là mọi người nên tránh hoàn toàn đấy là nếu mà bạn có get một trong những cái key requirements của cái công việc mà bạn đang xin. Ví dụ như bạn muốn trở thành software engineer và bạn get coding, hoặc là muốn trở thành accountant bạn get Excel, thì mình nghĩ là bạn nên tìm công việc khác phù hợp với bản thân mình hơn. Mà tốt nhất là không nên nói dối, bởi vì là cái người phỏng vấn, nhất là những cái người kinh nghiệm nữa, thì người ta có thể nhìn ra được ngay là bạn nói dối. How do you resolve conflict at work? Đây là một câu hỏi về communication skill, mà mọi người cũng biết là những câu hỏi mà về soft skill thì nó rất là khó để có thể trả lời thuyết phục, bởi vì là nó mình không thể nào mình dùng dữ liệu hay là con số để có thể chứng minh được như là hard skill. Thành ra cái tip của mình đưa ra là mọi người nên chuẩn bị sẵn một cái tình huống mà bạn đã trải qua trong quá khứ và cái cách mà bạn giải quyết cái vấn đề đấy. Nếu mà bạn không có cái ví dụ nào ở trong công việc thì cũng có thể dùng ví dụ trong cuộc sống, bởi vì soft skill thì là một cái kỹ năng mà mình có thể ứng dụng được ở
cả công việc và cả cuộc sống đúng không nào? This is an example. I would first try to understand where the conflict comes from, whether it's miscommunication or misinformation. Then I would try to arrange a one-on-one with the person to listen to the stories and feeling, and we would try to go from there. One example I had from the past was blah 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 blah. And then you can talk about your example. What do you want to do in the next 5 to 10 years? Đây là một câu hỏi có thể nói là khó nhằn đối với các bạn trẻ, nhất là những các bạn mà mới ra trường xin việc làm, bởi vì bạn còn chưa hiểu rõ là mình giỏi cái gì và mình muốn cái gì. Mình còn nhớ là hồi mình mới ra trường xin việc thì cũng gặp cái câu hỏi phỏng vấn này, và tính mình cái hồi đấy thì còn trẻ mà rất là ngông, rất là thẳng tính, nhưng mà lúc ấy mình đã nói là mình đã hỏi ngược lại cái chị phỏng vấn là thế cái lúc mà chị mới ra trường thì chị có biết là 5 đến 10 năm nữa chị thích làm cái gì không? Chị phỏng vấn người giận tím mặt luôn. Mãi cho đến khi mà mình làm startup và bắt đầu tuyển người cho công ty của mình thì mình mới nhận ra rằng mình hỏi cái câu này không phải là để biết chính xác cái kế hoạch tương lai của bạn là gì, mà thực sự thì cái người phỏng vấn họ chỉ muốn biết về cái mong muốn chung chung của bạn. Như vậy thì người phỏng vấn có thể thấy được là cái công việc mà hiện tại bạn đang xin ý, nó có phù hợp với cái mong muốn, cái hoạch định trong tương lai của bạn hay không. Cái tip của mình để trả lời câu này đấy là bạn cũng nên chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nếu mà bạn nào may mắn mà đã có một cái khái niệm về mong muốn tương lai của mình thì bạn có thể trả lời trực tiếp ra. Và cái mong ước mà bạn sẽ chia sẻ với người phỏng vấn ấy thì hãy khéo léo tìm cách kết nối nó với cái công việc mà bạn đang xin. Cái trường hợp thứ hai là nếu mà bạn như mình ấy thì mình nghĩ là bạn có thể thẳng thắn nói với lại người phỏng vấn là bạn chưa có cái hoạch định cụ thể nào cho tương lai, nhưng mà bạn biết chắc chắn là bạn muốn học hỏi điều gì, bạn muốn đạt được điều gì từ cái công việc mà bạn đang xin. Okay, I'm gonna give you 2 examples. Example number 1. I want to further advance my career in mass media. That's why I want to start as a coordinator first. Hopefully, in 5 to 10 years, I can work my way up to become a TV show editor or a production manager. Example number 2. I'm not 100% sure about where I can see myself in 5 or 10 years, but I know I want to further advance in mass media. That's why I want to start as a coordinator to learn more about how newsroom works and what opportunities are there for me in this industry. Do you have any questions for us? Đây là phần rất nhiều bạn trẻ thường bỏ qua trong job interview. Mình nhớ là chắc phải đến 80% những bạn mà mình phỏng vấn thực tập thì thường hoặc là không biết cách trả lời câu này. Actually là bởi vì do không chuẩn bị, thành ra là không có cái câu hỏi nào để hỏi, hoặc là các bạn cũng không biết cách hỏi. Bản thân cái việc hỏi nhà phỏng vấn thì nó là một cái chủ đề riêng, thành ra là mình xin phép sẽ được chia sẻ trong một cái video riêng sắp tới với hàng loạt các câu hỏi để cho các bạn có thể sử dụng tham khảo. Mình hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của mình đã giúp cho mọi người có phần nào tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho cái job interview bằng tiếng Anh. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo của mình về những cái câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng nhé. Thank you guys so much for watching my videos. If you have any questions or any feedback, please leave them below. I also have a really short survey. It has about 5 questions and takes about 3 minutes to do. If you would like to contribute to our content, please help us do this survey. Thanks again, and I'll see you guys in my next video. Bye!